Cô xin chào tất cả các em. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu sang chủ đề 22, sự bay hơi và sự ngưng tụ. Như các em đã biết, nước và mọi chất đều tồn tại ở cả ba thể, thể rắn, thể lỏng và thể khí. Ở tiết trước mình đã tìm hiểu sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng gọi là sự nóng chảy, và sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn gọi là sự đông đặc. Trong suốt quá trình nóng chảy hay đông đặc thì nhiệt độ của chúng không thay đổi. Một chất nóng chảy ở bao nhiêu độ thì cũng sẽ đông đặc ở bấy nhiêu độ. Vậy thì sự chuyển từ thể lỏng sang thể khí gọi là gì? Và sự chuyển từ thể khí sang thể lỏng gọi là gì? Thì bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta trả lời được câu hỏi này. Chúng ta đi vào phần đầu tiên của chủ đề ngày hôm nay, một la mã, sự bay hơi. Vậy sự bay hơi là gì? Các em hãy quan sát hình ảnh. Dưới đây là hình ảnh khi trời mưa xuống mặt đường nhựa. Khi mặt trời xuất hiện thì nước trên đường nhựa đã biến mất. Như các em đã biết, nước đang ở thể lỏng. Sau một khoảng thời gian, nước sẽ chuyển hóa thành thể hơi và hòa vào không khí, làm cho nước dưới đường sẽ biến mất. Các em quan sát tiếp hình ảnh tiếp theo. Đây là hình ảnh học sinh đang lau bảng. Một lúc sau, những vết nước trên bảng đã biến đi đâu? Thì trường hợp này tương tự với trường hợp đầu tiên. Ban đầu, những vết nước này đang ở thể lỏng. Sau đó, nước sẽ có sự chuyển hóa thành thể hơi và bay vào không khí. Lúc này, chúng ta sẽ thấy được là cái bảng nó đã khô ráo. Sự chuyển từ thể lỏng sang thể hơi, cô gọi đó là sự bay hơi. Cô ví dụ về một số trường hợp về sự bay hơi. Nhất, nước mưa trên đường khi có nắng sẽ bay hơi, mặt đường sẽ khô ráo. Trường hợp thứ hai, khi lau ướt bảng một lúc sau nước bay hơi hết, bảng sẽ khô. Ví dụ thứ ba, ví dụ này chúng ta rất là thường thấy, quần áo sau khi giặt ướt được phơi một thời gian, nước bay hơi quần áo khô. Có phải chỉ có nước mới có thể bay hơi hay không? Mọi chất lỏng đều có thể bay hơi. Sự bay hơi xảy ra ở bất kỳ nhiệt độ nào của chất lỏng. Cô ví dụ về trường hợp là xăng. Khi chúng ta đổ xăng vào xe máy, dù mình không di chuyển, xe máy mình không có chạy, nhưng sau một khoảng thời gian, xăng ở trong xe nó cũng sẽ biến mất. Lúc này xăng đang ở thể lỏng và chuyển hóa thành thể hơi, làm cho xăng trong xe của mình nó sẽ cạn dần. Vậy tốc độ bay hơi sẽ phụ thuộc vào những yếu tố nào? Chúng ta sẽ đi tìm hiểu phần tiếp theo. Các em hãy quan sát hai hình vẽ sau. Hình A1, phơi quần áo khi trời râm. Hình A2, phơi quần áo khi trời nắng. Khi ta quan sát hai hình vẽ này thì ta dễ dàng nhận thấy quần áo ở hình A2 sẽ nhanh khô hơn là quần áo ở hình A1. Vì sao? Vì quần áo ở hình A2 đã tiếp xúc với nhiệt độ cao hơn ở hình A1. Qua đây ta có thể đưa ra nhận xét tốc độ bay hơi sẽ phụ thuộc vào nhiệt độ. Các em hãy quan sát hình ảnh tiếp theo, hình B1, phơi quần áo dưới trời có gió, và hình B2 là phơi quần áo dưới trời không có gió. Vậy thì theo mình, phơi đồ ở trường hợp B1 hay là B2 sẽ nhanh khô hơn? Chúng ta dễ dàng đưa ra câu trả lời, đó là phơi quần áo dưới trời có gió sẽ nhanh khô hơn. Vậy thì từ đây ta có thể đưa ra nhận xét về sự phụ thuộc của tốc độ bay hơi. Thì tốc độ bay hơi sẽ phụ thuộc vào gió. Các em tiếp tục quan sát hai hình C1 và C2. Thì sau khi mình giặt đồ xong thì mình sẽ đem quần áo đi phơi. Hình C1 là hình quần áo đem đi phơi mà không được căng ra. Hình C2 là hình quần áo được căng ra. Vậy quần áo ở hình nào có diện tích tiếp xúc với không khí lớn hơn? Thì khi nhìn vào hai hình ảnh thì mình thấy rõ ràng là
ở hình C2 sẽ có diện tích tiếp xúc với không khí nhiều hơn quần áo ở hình C1. Quần áo ở hình vẽ C2 sẽ nhanh khô hơn ở hình C1. Điều này chứng tỏ tốc độ bay hơi phụ thuộc vào diện tích mặt thoáng của chất lỏng. Vậy tốc độ bay hơi của một chất lỏng sẽ phụ thuộc vào thứ nhất là nhiệt độ, thứ hai là gió và thứ ba là diện tích mặt thoáng của chất lỏng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nội dung tiếp theo là phần vận dụng. Các em hãy quan sát hai hình ảnh phía dưới. Đây là hình ảnh trồng mía và trồng chuối. Và câu hỏi được đặt ra, tại sao khi trồng chuối hay là trồng mía, người ta phải phạt bớt lá? Thì như các em đã biết, nước sẽ được hút lên từ rễ của cây. Khi cây hút nước thì bên trong lá cũng sẽ chứa nước. Như vậy trong những ngày nắng nóng, người ta phải phạt bớt lá đi để cho nước ở trong lá giảm sự bay hơi và cây ít bị mất nước hơn. Chúng ta chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Để làm muối, người ta cho nước biển chảy vào trong ruộng muối. Nước trong nước biển sẽ bay hơi, còn muối sẽ đọng lại trên ruộng. Vậy thời tiết như thế nào thì nhanh thu hoạch được muối hơn và tại sao? Như mình đã tìm hiểu, tốc độ bay hơi sẽ phụ thuộc vào 3 yếu tố: nhiệt độ, gió, diện tích mặt thoáng chất lỏng. Và câu hỏi của mình đang hỏi là thời tiết, nghĩa là đang hỏi về nhiệt độ và gió. Vậy thì nhiệt độ chúng ta phải cao và có gió thì sẽ nhanh thu hoạch muối hơn. Đây là hình ảnh các em thường thấy vào lúc sáng sớm. Thì mỗi khi sáng sớm chúng ta thức dậy thì ta sẽ thấy những cái giọt sương nó đọng trên lá. Vậy thì tại sao lại có hiện tượng này? Chúng ta sẽ tìm hiểu sang nội dung tiếp theo là phần hai la mã sự ngưng tụ. Sự bay hơi là sự chuyển hóa từ thể lỏng sang thể hơi và sự ngưng tụ là sự chuyển hóa ngược với lại sự bay hơi. Vậy sự ngưng tụ sẽ là sự chuyển từ thể hơi sang thể lỏng. Để dễ quan sát hiện tượng bay hơi, ta có thể cho chất lỏng bay hơi nhanh bằng cách tăng nhiệt độ của chất lỏng. Vậy muốn dễ quan sát hiện tượng ngưng tụ, ta nên tăng hay là giảm nhiệt độ của hơi? Chúng ta hãy đi làm một thí nghiệm để kiểm tra nhé. Các em hãy quan sát hình ảnh bên dưới. Cô có hai ly nước đá và ly nước thường. Bây giờ chúng ta hãy quan sát mặt ngoài của hai ly nước. Các em sẽ nhận thấy sự khác biệt. Đó là phần ly nước đá sẽ có phần nước đọng bên ngoài, còn ly nước thường sẽ không có. Vậy vì sao cái ly nước đá lại có phần nước đọng bên ngoài? Chúng ta sẽ đi xét nhiệt độ của hai ly nước. Thì nhiệt độ của ly nước đá sẽ thấp hơn nhiệt độ của ly nước thường. Những cái giọt nước đọng bên ngoài ly nước đá là do hơi nước trong không khí xung quanh mặt ngoài của ly gặp lạnh ngưng tụ lại. Vậy từ đây chúng ta có thể đưa ra nhận xét, nhiệt độ càng thấp thì sự ngưng tụ xảy ra càng dễ dàng hơn. Chúng ta sẽ trả lời một số câu hỏi vận dụng. Câu hỏi đầu tiên, giải thích sự tạo thành giọt nước đọng trên lá cây vào ban đêm. Thì vào ban đêm, nhiệt độ của không khí hạ xuống nên hơi nước có trong không khí sẽ gặp lạnh, ngưng tụ lại thành những giọt nước đọng trên lá cây. Câu hỏi tiếp theo, tại sao dầu đựng trong chai không đẩy nút thì sẽ cạn dần, còn nếu chúng ta đẩy kính thì sẽ không cạn? Thì như các em đã biết, vì trong chai khi mà đẩy kính thì có bao nhiêu dầu bay hơi thì cũng sẽ có bấy nhiêu dầu ngưng tụ lại ở trên nắp chai, do đó mà cái dầu của mình nó sẽ không cạn. Còn nếu như mình mở cái nắp chai ra thì quá trình bay hơi nó sẽ nhanh hơn cái quá trình ngưng tụ nên dầu chúng ta sẽ cạn dần. Dưới đây là phần bài ghi của chủ đề 22, sự bay hơi và sự ngưng tụ. Các em nhớ ghi bài vào trong vở vật lý cho cô. Phần vận dụng của sự bay hơi, các em làm lại cho cô câu C9, C10. Sự ngưng tụ, phần vận dụng, các em sẽ làm cho cô C7, C8.
Dưới đây là phần bài tập về nhà. Các em làm bài tập xong thì gửi về cho cô ở địa chỉ mail bên dưới. Các em chép bài vào vở vật lý, học bài sự bay hơi và sự ngưng tụ, làm bài tập và gửi lại cho giáo viên đánh giá thông qua mail và xem trước cho cô bài sự roi.